muối và hạt nêm để luộc cho thịt gà nó ngọt hết cô chú. Cái cô chủ nhà mới vẽ cho Chi nè. Tranh thủ hôm nay trời nắng đó mọi người, ba chị Chi sẽ cắt cỏ giùm Kim. Hai cô chú anh chị ơi, sáng nay là chủ nhật nè mọi người. Thì hôm nay Kim sẽ nấu món Việt Nam, Kim làm cơm chiên gà xé cô chú để đem qua nhà hàng xóm. Hôm nay là có tiệc ha mọi người. Kim sẽ cho một ít gừng vào nước để nó khử mùi hôi của gà ha cô chú anh chị. Và Kim cho hành tây này nè để cho nước nó trong đó mọi người. Và cho thêm một miếng muối vào nữa. Muối và hạt nêm để luộc cho thịt gà nó ngọt ha cô chú. Kim sẽ chuẩn bị rau để làm xà lách. Kim định là sẽ làm xà lách và gỏi cuốn đó cô chú anh chị, nhưng mà không biết là kịp thời gian không nữa. Để xem nếu mà còn kịp thời gian thì Kim sẽ làm thêm gỏi cuốn. Còn không thì Kim chỉ làm xà lách thôi mọi người. Đây nè cô chú anh chị ơi, hồi nãy giờ gần 1 tiếng đồng hồ chuẩn bị rau. Đây là hành với tỏi một chút mình chiên cơm. Còn cái này rau này là để Kim làm gỏi cuốn đó cô chú anh chị. Có lá quế nè. Đây là xà lách đó mọi người. Ở đây thì Kim đang luộc đậu Hà Lan nè, để vô cơm chiên và luộc một ít bún nữa. Ít bún tươi này hồi nữa mình làm gỏi cuốn đó cô chú anh chị. Cái nồi cơm Kim đã nấu xong rồi nè cô chú anh chị. Giờ Kim sẽ cho một ít bơ vô. Mình cho bơ vô vậy đó thì một hồi nữa khi mà cái cơm của mình nó nguội á cô chú thì mình chiên á nó sẽ bóng và nó ngon, nó không có bị dính dính và nó không có bị bể hạt cơm á cô chú anh chị. Kim đã chiên cơm xong rồi nè cô chú anh chị. Một chảo cơm này cũng hơi đầy á, hồi nãy giờ trộn cũng hơi khó ha cô chú. Kim có trứng với lại gà xé mọi người. Đây nè, Kim đang để hai cái thố này cho nó nóng, xong rồi một hồi mình để cơm á, mình giữ cơm cho nóng lâu á để đem qua tới bên kia. Lúc mà ăn á cơm nó vẫn còn nóng ha mọi người.
Cái lúc nãy Kim múc ra Kim không có để tiêu mọi người, cho trẻ em ăn. Còn cái này Kim sẽ để tiêu vào cho người lớn. Cái này nó nóng quá trời nóng luôn. Đã xong hết rồi nè cô chú anh chị. Kim có gỏi cuốn nè, xà lách nè. Cái này là cái bánh tối hôm qua Kim nướng ha. Còn cái đây là hai cái phần cơm nè mọi người. Cái này là sốt xà lách và cái này là nước mắm chua ngọt Kim làm để chấm gỏi cuốn á cô chú anh chị. Xong rồi cô chú ơi, bây giờ chuẩn bị đi ăn tiệc cô chú ơi. Ok, mẹ do it later. Rồi chị làm chưa gì chị ăn rồi nè. Mấy chỗ này là dấu trứng cô chú anh chị, để họ cho mấy cái bạn nhỏ đi tìm trứng nè. Đây có mấy cái khăn xếp bỏ trứng ở trong đây nè mọi người. Đây có một cái giỏ trứng nữa nè cô chú anh chị. Đây có cái bạn thỏ treo lủng lẳng ở trên đó kìa. Cái này có hoa này đẹp lắm nè cô chú anh chị. Nhiều hoa quá chừng còn nụ nhiều lắm. Đây nè. Ở trong trứng này một hồi nữa sẽ có bánh kẹo ở trong đó đó. Chúc cho các bạn nhỏ đi tìm nhiều lắm cô chú ơi. Ở đây còn nữa nè. Đấy. Mấy bạn chưa có tìm là mẹ Chi đã tìm hết trơn rồi đó. Đây. Một cái ly. Thật ra cũng không phải là giấu đó cô chú anh chị, mà để ở ngoài á cho các bạn nhỏ dễ tìm đó mọi người. Ở ngoài đây có cái đồ chơi nước nè, với cát nè. Đây nữa nè. Đây. Đây nữa nè cô chú. Cái chỗ này để nước cho chim uống, nhưng mà cái này bây giờ nó xét rồi mọi người. Ở trong đây vẫn còn nha mọi người. Đây, ở trong cái hốc nè. Dễ thương nha. Chị chủ nhà chỉ làm á. Ở dưới đây đó nè. Nè. Phía ở trong kia cũng có. Mấy con thỏ đấy tô màu này, có trứng gà nè cô chú, trứng gà thật luôn á. Đây em Chi đang tô con thỏ nè. Người ta ở ngoài người ta chơi, người ta đi kiếm trứng quá trời, bỏ vô đây bỏ tô màu nè, chịu nổi không? Chị thích tô màu vậy hả? Nè cái này ai làm trứng nè Chi nè, chị làm giống vậy nè. Bố đây có phun thiên nhiên ta. Ừ. Đây chị Sơn cái trứng ra đưa mẹ coi. Cái trứng gớt bể, cái trứng gà thật. Cái trứng gà người ta có cái khuôn này nè cô chú. Xong rồi để lên sơn màu đó. Rồi con phải để nó cho khô đi, nó còn ướt á. Can put it over there. Ok. Chi có cái mặt đẹp nè cô chú ơi. Chi chào ông bà cô chú coi. Nè Chi. Trời ơi đẹp quá.
cái cô chủ nhà mới vẽ cho Chi nè. Cái con gì á Chi, con đó con gì á Chi? Chi cô vẽ con gì á? A butterfly. Butterfly tiếng Việt là con gì? Con bướm. Đúng rồi, con bướm, giỏi quá. Không cho nó nước dơ, đừng mở ra thứ nhất. Yeah. Rồi get one. Rồi go, nó được play nữa không? Only one thôi Chi nè. Get, let somebody else do it. We just get one. Rồi, where? Yeah. Rồi chị choose one thôi. Rồi ở đằng kia nó kìa. Yeah. Rồi let's go. Fire. Rồi con mở cái coi có gì trong đó vậy. Wow. Trời ơi, cái đẹp quá vậy. Cái gì Lộc ăn luôn hả? Trời ơi trời. Only one thôi nha, còn lại là cắt nha. Rồi đậy lại đi. Một cái thôi con, một cái để cho bạn lấy nữa. Một cái thôi. Cái này đồ ăn. Đi ăn tiệc về xong rồi nè cô chú à, tranh thủ hôm nay trời nắng đó mọi người, ba chị Chi sẽ cắt cỏ giùm Kim. Cô chú anh chị ơi, Kim đã dọn cái nhà chỗ đây nè. Cái nhà chị Kim để phía sau hè ở ngoài kia rồi. Để chỗ này trống đó mọi người. Rồi tối qua Kim cũng đã trồng mấy cái hoa nè. Mấy cái hoa mà Kim mua về đó. Đây. Dưới cái hoa này nữa. Và cái chậu này nữa nè mọi người. Còn dưới đây Kim chưa có dẹp cái này. Hôm nay Kim sẽ dẹp ở trong đây, dọn dẹp cái này ha. Với trồng thêm mấy cái chậu hoa hồng này nữa. Và dọn dẹp cái này nữa nè mọi người, cho nó trống chỗ mùa hè cho Chi chơi. Mấy cái giáp cá mùa đông của Chi của Kim á, nó rụi hết trơn rồi, bữa nay nó mọc lại nè mọi người, lên tược rồi nè.